Tập 22. Yuvivi, bây giờ phải làm sao? Tặng quà à? Bỏ đi. Cô Lâm Giang, vẫn là quà của cô. Đây là báo cáo tháng này, anh xem đi. Được. Sếp Hứa, thông báo xuống, lập tức thực hiện. Chuyện này có vấn đề gì? Sếp Ngô tuần sau nhậm chức, tuần này tôi vẫn là sếp của Hòa Ca. Không thành vấn đề, tôi lập tức thông báo cho các bộ phận. Sao lại mang qua ra? Ông anh, tôi không nhận việc này nữa. Cô gái đó nói nếu tôi không mang qua về, lúc ra tôi sẽ nằm ngang. Xin lỗi, đừng đi mà. Chu Ngôn Tính, em yêu, lâu rồi không gặp. Cặp quà của anh đi, biến khỏi mắt tôi ngay. Tuyển thủ Lâm Văn đội đấu vật cuồng hổ. Tôi là Chu Ngôn Tính, bị cô đánh vào diện. Mong cô nghe xong câu này lập tức dừng lại. Nếu không tôi sẽ kiện cô vì tội trộm cướp. Cô trộm tâm của tôi, lại không chịu trách nhiệm với tôi. Từ sau hôm chia tay ở bệnh viện, cả ngày tôi sợ hãi, đau khổ như dao cắt. Nhưng chuyện trong quá khứ của chúng ta gợi lên trong trí nhớ tôi như một bộ phim. Sau vài ngày suy nghĩ, anh rất rõ ràng. Anh yêu em. Anh có thể chấp nhận Khả Tư Nghị quan trọng hơn anh. Anh cũng có thể chấp nhận bị bạo hành. Anh có thể dùng tiền đổi xe mua truyện tranh cho em. Lâm Giang, cho anh một cơ hội, để anh như một người trưởng thành, chịu trách nhiệm. Đồ thần kinh. Tôi để một chút. Lâm Giang, Lâm Giang, Lâm Giang, anh sai rồi. Hay là em đánh anh đi. Em có thể đừng đi xem mắt, đừng đi xem phim với người đàn ông khác, đừng không quan tâm anh. Tôi thừa nhận là anh lừa tôi. Tôi cũng biết anh không vui. Tôi cũng từng nói quan hệ của chúng ta do anh quyết định. Nhưng tôi thật sự không ngờ được anh cũng như Hứa Nặc, vẫn luôn giữ mãi sai lầm. Anh đâu có. Anh bỏ qua từ lâu rồi. Thực ra không hề tức giận. Anh thừa nhận lúc bắt đầu anh có chút tức giận thôi. Nhưng anh muốn xem em có yêu anh không. Nhưng kết quả em vẫn thích Khả Tư Nghị. Nhưng mà anh nghĩ thông rồi. Em thích cô ấy thì cứ thích, rồi cứ yêu anh chút là được. Tôi giúp Khả Tư Nghị thì làm sao? Không phải anh cũng bảo vệ Hứa Nặc sao? Hôm đó ở bệnh viện, Hứa Nặc nói tôi thế này, nói Khả Tư Nghị thế kia. Anh không những không bảo vệ, còn luôn chạy theo người ta. Em nghe anh nói, Chu Ngôn Tính, hôm nay chúng ta nói rõ ràng đi. Có ai như Hứa Nặc đối xử với người ta như vậy không? Anh ấy như vậy có đúng không? Anh ta không phải người. Đúng, tôi có ý đó. Nhưng Hứa Nặc sai cũng là Hứa Nặc, không liên quan gì tới anh. Lâm Văn, anh biết em đã quyết định sẽ không quay đầu. Em rời đi, cả đời này sẽ không quan tâm tới anh. Lâm Văn, anh biết em độc ác, nhưng có thể đừng độc ác với anh vậy không? Em quay lại nhìn anh đi. Anh biết lần này Hứa Nặc quá đáng. Mặc dù anh không thể không có quan hệ gì với cậu ấy, nhưng anh có thể cùng em trách cậu ấy. Lâm Văn, anh thực sự rất yêu em.
Sao mà anh ngốc sao? Không thể bước thêm vài bước nữa à? Em vừa anh sợ. Anh buông em ra, chặt quá. Không buông, nhỡ rồi em chạy mất thì sao? Cái gì? Đích thân hứa nạp phê duyệt kế hoạch xây dựng cuồng hổ sao? Vô cùng chính xác. Người Hòa Ca nói đã thông báo cho các bộ phận thực hiện rồi. Rõ ràng anh ta biết Khả Tư Nghị quan tâm cuồng hổ nhất. Đi rồi còn tuyệt tình như vậy. Xem ra cậu ta hận Khả Tư Nghị lắm đấy. Đó là gì? Yêu càng sâu, hận càng đến cùng. Hứa nạp đúng là tuyệt tình hơn tôi. Cũng có thể anh ta đi vào đường cùng, lại không có chỗ xả giận, mới trả thù Khả Tư Nghị vậy. Mặc kệ hắn thế nào, coi như cậu ta đã giải quyết phiền phức cho tôi. Có anh ta ký duyệt xây lại cuồng hổ, vậy không cần chính tôi động vào rồi. Lúc bắt đầu anh đã không định giữ lại khu thể thao này sao? Hứa nạp cũng biết lợi, tôi sẽ thả ra sao? Cậu ngây thơ quá đó. Khui rượu. Anh Chi Kiêu, hôm nay chúng ta không luyện. Anh gọi bọn tôi đến làm gì? Có mấy chuyện trong nhà nói không tiện. Chuyện gì thần bí vậy chứ? Một tin tốt, một tin xấu. Các cô muốn nghe cái nào? Dạo này nhiều tin xấu quá rồi. Nghe tin tốt trước đi. Tin tốt là từ trực tiếp trận đấu đến giờ đã có 10 doanh nghiệp đưa ra đầu tư với chúng ta, muốn giúp đỡ Tigerot. Điều kiện đưa ra cũng rất tốt. Tốt quá rồi. Hứa Nặc biết chuyện này chưa? Nhưng chúng ta còn thuộc về Hòa Ca. Làm vậy có phải không hay không? Còn Hứa Nặc gì nữa? Mấy hôm nay anh ta dần trúc. Vậy còn tin xấu? Có tiền rồi, còn tin xấu gì nữa chứ? Hôm qua Hứa Nặc ký hợp đồng thay đổi cuồng hổ. Các phòng ban hôm nay bắt đầu chấp hành rồi. Đây là văn kiện cuối cùng anh ấy ký khi làm giám đốc cuồng hổ. Hôm qua Hứa Nặc ký hợp đồng thay đổi cuồng hổ. Các phòng ban hôm nay bắt đầu chấp hành rồi. Đây là văn kiện cuối cùng anh ấy ký khi làm tổng giám đốc cuồng hổ. Thật sự hận em như vậy sao?
Sư phụ, hợp đồng đầu tư đã ký rồi, sao còn chưa thanh toán? Muốn bỏ tôi sao? Ký hợp đồng rồi thì sao? Sau khi điều tra, từ bỏ đầu tư không phải chuyện thường sao? Cậu theo tôi học bao năm, không phải hay khuyên tôi từ bỏ sao? Lúc đó cậu chưa từng nghĩ sống chết của người khác mà. Nguyên nhân là gì? Chú nói thẳng. Cậu là do tôi dạy. Tất nhiên là tôi tin mắt cậu. Hứa Nặc, cậu có thể thành công là vì cậu không bao giờ bị tình cảm khống chế. Nhưng trở ngại lần này thì khác. Tôi lo cảm xúc của cậu sẽ mất khống chế. Kiệt Khắc, tôi thấy Hứa Nặc chắc không nông cạn như vậy đâu. Chính vì tôi hiểu cậu ấy cho nên mới lo. Hứa Nặc, tôi thừa nhận cậu là tay săn tốt, nhưng doanh nghiệp kinh doanh cần nông dân, không cần thợ săn. Nếu cậu luôn cầm súng, chắc chắn sẽ nổ súng. Tôi muốn thấy dùng ý chí của cậu mang lại hồi phục đầu tư cho tôi, không phải là chơi lửa với cậu, mạo hiểm những điều chưa biết. Hiểu rồi, ngày mai tôi mang hợp đồng mới và bản kế hoạch gửi cho chú, rồi chúng ta liên lạc. Đây là người cậu tin tưởng nhất. Ông ta là ma quỷ. Nếu không là ma quỷ, làm sư phụ tôi sao được? Hứa Nặc, Hứa Nặc, anh lại đổi mã rồi. Mở cửa. Hứa Nặc, mở cửa. Mở cửa, Hứa Nặc. Mở cửa. Mở cửa đi. Đi chưa? Như cậu muốn. Sao? Chú Trương không phải đặt mệnh khu sao? Chụp được ảnh Tư Nghị ra ngoài, tinh thần thất thiểu. Chào cũng không đáp. Cậu xem đi. Khả Tư Nghị đâu? Sếp đi rồi. Đi xem.
Dừng xe. Đi. Ba mươi. Huấn luyện viên. 31. 32. 33. Thấp xuống, thấp xuống. Huấn luyện viên, cháu không ổn rồi. Không làm nữa. Cháu không ổn. Huấn luyện viên, thật sự không ổn. Vậy được, vậy cháu nói chú biết. Rốt cuộc Khả Tư Nghị có chuyện gì? Huấn luyện viên, cháu đã nói không dưới 100 lần rồi. Cô ấy không sao, không sao. Chính là Hòa Ca vẫn cần xây lại phòng tập thể hình. Đúng, cô ấy buồn. Nhưng huấn luyện viên yên tâm, đã có rất nhiều người tài trợ chúng ta rồi. Đúng. Được lắm. Ai cũng có đủ lông đủ cánh rồi đúng không? UVV, làm thêm 50 cái nữa. Huấn luyện viên, cháu không làm nổi nữa rồi. Khả Tư Nghị thật sự bởi vì chuyển đổi sân bãi. Cháu thêm 100 cái. Huấn luyện viên, im miệng hết đi. Lý Dân Trúc, con nói đi. Con... Bố à, con không nói đúng không? Không nói bố tự hỏi Khả Tư Nghị. Bố, huấn luyện viên đừng. Bố không được đi. Đừng ngăn bố. Bố thực sự không được đi, đừng ngăn bố. Bố, bình tĩnh chút đi, huấn luyện viên. Bố, nếu bố thực sự muốn biết, con nói với bố. Lý Dân Trúc, không được nói, không được nói. Dân Trúc, có thể giấu được nhất thời, không giấu được mãi mãi. Đồ phản bội. Bố, con có thể nói cho bố, nhưng bố phải đồng ý với con. Bố không được tức giận. Anh nhớ em. Hứa nè,
Gần đây cháu gặp rất nhiều công ty có ý hợp tác với Cuồng Hổ. Cháu cũng đã lựa chọn vài công ty thấy đáng tin. Giả lại bọn họ đều hết sức nôn nóng, cứ bảo cháu hẹn thời gian với Khả Tư Nghị. Đúng rồi, còn có vài bên truyền thông muốn phỏng vấn Tư Nghị. Cháu cảm thấy những điều này giúp phổ biến thương hiệu Cuồng Hổ. Cảm ơn cháu, chị Kiều vất vả rồi. Chú cảm thấy hiện giờ những chuyện này đều không vội. Cái này cháu xem trạng thái hiện giờ của Khả Tư Nghị, chú thật sự không nhẫn tâm. Con bé còn bận vì chuyện của Cuồng Hổ, Khả Tư Nghị cũng có quyền đau lòng chứ, đúng không? Đúng. Huấn luyện viên, nhưng chúng ta không thể cứ để cô ấy tiếp tục bi thương được. Nhưng làm thế nào mới có thể khiến chị ấy không đau lòng đây? Là chuyên gia tình yêu trong số mọi người, đối với chuyện này tôi nghĩ thế này: muốn một người thoát khỏi nỗi đau tình yêu, cách tốt nhất chính là để cô ấy bước vào cuộc tình khác, là có thể đi ra rồi. Vivi, đừng góp ý linh tinh. Sao tôi góp ý linh tinh được? Anh Chi Kiêu, anh làm gì vậy? Đây là cơ hội ngàn năm có một. Anh còn ngay ra đó. Không phải anh thích Khả Tư Nghị sao? Bây giờ anh không theo đuổi thì đợi lúc nào chứ? Ai thế? Tôi đi mở cửa. Cô nói gì vậy? Tôi còn không phải vì Khả Tư Nghị sao? Là anh à? Lâm Văn, tìm cô kìa. Sao anh tới đây? Đồ Khả Tư Nghị để ở nhà Hứa Đạt. Anh mang đến đây. Good. Được. Đợi chút. Để đồ lại. Giúp bậy bạ. Không phải tôi muốn đưa đâu. Không liên quan tới tôi. Hứa Đạt ép đó. Anh đi đây. Tư Nghị, nếu như cô không muốn thấy, bây giờ tôi dứt đi. Anh Chi Kiêu, đây là cơ hội ngàn năm có một đó. Anh phải tranh thủ thời cơ. Khả Tư Nghị, ra đây với bố. Bố đừng giận. Bố nói chuyện đàng hoàng với chị ấy đi. Đúng đó chú. Chú bình tĩnh chút. Huấn luyện viên, không được thì chú đánh cháu đi. Chú đánh Lâm Văn cũng được. Là Lâm Văn bảo Khả Tư Nghị tới chỗ Hoà Ca làm vệ sĩ, không liên quan gì tới Khả Tư Nghị. Đúng. Huấn luyện viên, chú đánh cháu đi. Ba người họ, không phải cháu nói. Huấn luyện viên, quá xấu luôn. Đặc biệt là Lý Dân Trúc, bỏ Hòa Ca đi. Lương Chi Kiêu ở Hòa Ca mà không giúp được cái gì hết. Lâm Văn là đầu sỏ. Cháu chỉ có thể làm theo. Huấn luyện viên bớt giận.
Bớt giận, cô im đi. Khả Tư Nghị, con xem bộ dạng của mình bây giờ đi. Ngày ngày như vậy, đừng nói là Hứa Nặc, ai cũng sẽ không thích con. Tính tích cực tiến lên của con, tính lạc quan yêu đời của con đâu rồi? Chạy đi đâu rồi? Bố, đừng gọi bố. Con là con gái bố, con là con gái bảo bối của bố. Dựa vào đâu mà để người khác giẫm đạp? Con nhìn mọi người, nhìn xem mọi người xung quanh con. Con nhìn mọi người xem, tất cả bạn của con. Con buồn, chúng cũng buồn theo. Con tổn thương, mọi người cũng tổn thương cùng con. Xin lỗi, để mọi người lo lắng rồi. Con gái, con nhớ kỹ, có vấn đề gì mọi người thay con cùng nhau gánh, được không? Được, tôi mời mọi người đi hát. Cho tôi mic, cho cô. Phục vụ. Sửa lại điều này một chút. Điều thứ ba, alo, Lâm Giang, Chu Ngôn Tính, tôi nói cho anh biết, chúng ta chia tay đi. Anh lại làm sao? Chúng ta không ai sai cả. Sai là Hứa Nặc. Từ ngày hôm nay, chỉ cần một ngày Khả Tư Nghị chưa quên Hứa Nặc, em sẽ chia tay một ngày với anh. Đặc biệt là anh, sự xuất hiện của anh với Khả Tư Nghị không khác gì dao đâm. Chúng ta chia tay đi. Lâm Văn, em bình tĩnh, nghe anh nói. Em tuyệt đối đừng để đám bạn xấu ảnh hưởng, được không? Chu Ngôn Tính, bạn xấu của anh gần đây sống vẫn tốt chứ? Lâm Văn, anh... Lâm Văn, ngồi xuống. Sửa xong kế hoạch trích tinh chưa? Sếp, tôi còn không đi là mất cả hạnh phúc đó. Lẽ nào cậu muốn sau khi mất đi hạnh phúc biến thành một tên nghèo kiết xác sao? Ngồi xuống. Gắn gượng. Khả Tư Nghị, em không muốn ra nước ngoài, em muốn ở lại.
Em không sao chứ? Không sao. Thế nào? Chị sợ em ở lại giành vị trí nhất tỷ của chị à? Sao vậy? Không có. Chỉ là muốn ở lại cùng chị Chấn Hưng Cuồng Hổ. Trước kia do em đã sống quá ích kỷ rồi. Nhưng mà mấy hôm nay em đã tìm thấy cảm giác của trước kia, trở về ngôi nhà ấm áp và hạnh phúc kia. Dân Trúc, nếu em thật sự quyết định đánh võ tự do tổng hợp, vậy ở lại Hắc Long đi Mỹ với em mới là lựa chọn tốt nhất. Nếu như em thực sự muốn làm gì đó cho Cuồng Hổ, vậy em cứ dùng thực lực của mình chứng minh nhiệt huyết của em. Chờ đến một ngày em trở thành quán quân thế giới, đến lúc đó hãy nói với mọi người: tôi Lý Dân Trúc đến từ đội Cuồng Hổ của Dân Xuyên. Chị đã bắt đầu mong đợi rồi. Nhưng trạng thái bây giờ của chị, còn cả sức khỏe của bố, các người còn nhiều việc như vậy, em làm sao yên tâm đi được? Em yên tâm đi, bọn chị sẽ không để em lo lắng đâu. Trong nhà có chị đây. Tin chị. Chị biết không, thật ra em luôn trách bố thiên vị chị, và luôn cảm thấy mình ghét chị. Cho đến hôm đó thi đấu xong, em mới phát hiện chuyện chị luôn muốn làm thật ra là chuyện em có thể làm. Còn em không phải gì muốn trở thành chị. Em hâm mộ chị, ganh tị với chị, thậm chí làm khó chị. Chỉ là cảm thấy chị có được quá nhiều tình yêu. Em tưởng rằng mình hận chị, nhưng mà lúc nhìn thấy chị bị bắt nạt buồn bã, em lại rất đau lòng, thậm chí còn muốn bảo vệ chị nữa. Em mới ý thức được rằng em ý thức được là em yêu chị. Dẹp đi. Ý thức được chỉ có em mới có thể bắt nạt chị, người khác thì không thể. Cho nên chị đừng buồn nữa được không? Đừng đau lòng vì hứa nặng nữa, được không? Em sẽ rất lo đó. Em cũng không có cách nào, cứ vậy mà rời đi. Được, chị hứa với em. Hôm nay em muốn ngủ cùng chị. Dân Trúc. Vậy Anh Chi Kiêu có chuyện gì? Thật ra thì em cũng không thích anh ấy đến thế. Em chỉ không nhìn được người khác thích chị mà không thích em thôi. Hơn nữa chị biết không, em còn nói với Hứa Nặc muốn anh ta ở bên em. Người con gái xấu xa này, ngủ đi nào Khả Tư Nghị. Người con gái xấu xa này, Khả Tư Nghị, ngủ đi, đắp vào. Ăn cơm thôi. Bố, Dân Trúc, ăn cơm thôi. Chào buổi sáng, chào buổi sáng, chào. Hôm nay phong phú quá. Đến rồi. Đây đều do Khả Tư Nghị làm mà. Chào buổi sáng bố. Chào buổi sáng, giỏi lắm, ngồi đi, ăn đi. Nào nào, bắt đầu thôi.
tốt quá rồi. Mau nếm thử đi, xem tay nghề của con có thụt lùi không. Được. Cháo này ngon lắm. Lần này không mặn cũng không ngọt. Đây là gì vậy? Nhân gì? Sữa trứng. Được. Khá Tư Nghị, chị học nấu cơm từ khi nào vậy? Cậu nhìn đi, không ở nhà ăn cơm tất nhiên không biết rồi. Ngon lắm, ngon lắm. Rất ngon. Chị cũng ăn cái đi. Việc thì đơn giản hơn, không thể chạm đến quá đơn giản. Cảm ơn anh Ly. Có thể đừng hát nữa được không? Làm gì vậy? Khó nghe. Không thích sao? Vậy tôi có thể đổi bài khác. Tôi có rất nhiều bài. Rap, ca dao, tiếng Anh, tiếng Trung hay tiếng Nhật, tiếng Hàn. Hôm nay là cuối tuần, tôi muốn ngủ trưa một lát. Ngủ đi, ngủ đi, bé cưng của tôi.